Hello, xin chào tất cả bạn nha. Hôm nay thì theo lời dụ dỗ của bạn Mi Kim thì mình sẽ làm về khẩu XM1014A. Vâng, một khẩu súng siêu phế vật. Hiện tại thì nó được bán trong shop với giá 60 đến 70 kim cương thì phải, cho 7 ngày. Vâng, muốn vĩnh viễn thì tầm hơn 500 kim cương. Ông bây giờ có cho khẩu súng này free vĩnh viễn đi chăng nữa thì mình cũng chả thèm lấy đâu. Mệnh nó khắm mơ cơ lờ, khắm vô cùng luôn. Ông bắn ra thì đạn một nơi, người một nơi, chết thế đéo nào được người ta, rất là khó. Map này thì cho mình sẽ thủ tầm gần thôi, mình sẽ không bắn xa. Cái khẩu này bắn xa như kiểu là không phải là mũi chít inox nữa mà phải gọi như là bắn chim vậy. Bắn chim mà không bao giờ trúng luôn ấy, ghê thật ấy. Mình cầm ra đi range thì một số anh em bảo là sao anh lại cầm cái khẩu súng này bắn đéo nào được. Mình quyết tâm phải cầm, đã hứa rồi, phải làm thôi. À đây rồi, úi dồi, nó bắn sạch rồi kia. Ok, vâng, đồng đội hay quá. Thế này thì mình chỉ việc đứng và chờ Gorit win thôi. Đừng chết nha, mình nghĩ nó sẽ móc mic vào đấy. Đây rồi, thấy rồi, đi ra đi ra đi ra. Để mình tương bom vào, bình tĩnh nhá. Úi dồi ôi, để bị nó bắn chết rồi. Thôi xong rồi gãy. Vâng, quả này mình không thể thủ được rồi. Thôi chắc mình sẽ đứng gần gần tí. À, nghe đồng đội bảo là nó yếu rồi. Úi dồi ôi, đau xanh. Yếu kiểu đéo thì nó còn hơn 70% thế kia. 70% máu thì yếu kiểu đéo. Trời ơi, sóc một viên có 9 máu, định mệnh. Vâng, nghe đồng đội xứ dại. Nó chuẩn bị lao ra. Sống chết với nó nào. Úi dồi, úi dồi. Đâu. Vai dòi. Vâng, nó cực kỳ yếu ạ. Đéo ngứa đít thằng kia. Quả đấy mà đồng đội nó bắn thằng kia nó yếu yếu tí là mình có thể là ăn được. Nhưng tầm này thực sự là khó quá. Nó còn đầy máu mà. Cái phong cách của mình khi mà xài khẩu này thì phải tương bom cho nó yếu đã. Đấy, nếu các bạn có nghịch ngu với khẩu này thì tốt nhất thì cầm quả bom nào mạnh mạnh một tí. Các bạn giết người sẽ tốt hơn. Đầu tiên các bạn thấy người, các bạn tương bom vào mặt nó trước. Thứ hai thì chúng ta mới bắn. Còn không thì ở cự ly cực gần cơ. Hình như là trong HL à. Úi dồi ôi, nó đẩy lên một bé đây. Phải xài lục thôi. Nó cực kỳ yếu, không thể bắn xa được. Mình sẽ đi móc HL để chúng ta có thể chơi tầm gần được. Chứ xa quá, bắn nó không có đam. Đấy, một bé. Còn một thằng nữa. Đây rồi, đây rồi. Này, sốc chết này. Yếu rồi, thằng này chỉ có. Đúng là thằng này yếu ấy. Chứ thằng lúc nãy thì đồng đội báo yếu là hơi bị sai. Anh nhé, đồng đội không nên báo yếu. Báo như thế thì giết mình. Bởi vì mình lên sóc một phát nó 9 HP, nó cấu mình tận 80 mấy HP mà. Kinh vãi xoài, 87 thì phải. Vâng, sóc một phát thôi. Đi vào lòng người. Thủ đi em ạ. Đấy. Mình nghe tiếng đẩy HL thì phải. Ok, tường flat để che đi tầm nhìn để mình đi lên. Chứ không nó đẩy ra thì cái lúc mình đẩy lên thì rất là khó. Mình đã nghe tiếng chân rồi. Không biết nó thụt lại hay là nó đi vào. Để xem nó sẽ xử lý như thế nào. À, nó đẩy vào A rồi kìa. Có thằng đẩy vào A rồi. Úi dồi ôi, đồng đội vãi xoài. Này thì đi ra đây này. Úi dồi ôi. Lâu lâu shock headshot cũng ăn được. Rồi, bom ở đây thì cứ đứng đây mà đợi mà sóc thôi. Này thì đi ra đây này. Úi dồi ôi, mạnh thế. Không thấy đéo. Sóc tầm gần thì nó mạnh thôi. Phải gần như kiểu là chém dao vậy. Vâng, xa hơn chém dao một đoạn. Còn nếu mà xa hơn nữa thì cứ xác định là khó lắm. Nó ở mid. Mình nghĩ nó sẽ vòng lên đây thôi. Không biết nấp đây có an toàn không.
mình có nên update không nào? Tại vì mình còn có 44 tiết thôi. Mà shock ấy, nam nó chỉ lệch đi một tí thôi. Mà mình đi thôi à. Ôi dồi, biết ngay mà nó chết. Hay thế. Rồi tự nhiên chết rất là tốt. Rồi bắn rất là tốt. Tuyệt vời. HL kìa. Không biết là khu vực này có phải là HL không. Úi dồi, headshot. Hên vậy. Cái đậu xanh cầm shotgun mà gánh team này. Đùa thật ý. Vâng, cái team nó hãm lờ thật. Cạn lời. Nếu đi cái team nó đỡ đỡ tí còn được. Cầm shotgun khám lọ nhất còn gánh team. Đùa. Quả này thua rồi. Mà không sao. Làm gì vẫn giết người được. Thế là được rồi. Mình sẽ shop tầm gần thôi. Kênh A là lợi thế. Rồi anh em về B kênh đi. Đứng A nhiều quá nó cũng bất lợi. Tại vì B nó trống thì dễ bị đẩy. Đấy, cầm sóc này cứ đứng hẻm thôi. Nó bá lắm. Chả sợ bố con thằng nào. Trừ phi gặp những thằng nào tay cứng thôi. Rồi mic đẩy này. Úi dồi, tôi xong rồi. Vãi xoài. Cứ để mic đẩy thế, đéo chơi khó thế nhở. Vâng, có người ở mic cây nhưng mic vẫn đẩy vào được. Chịu rồi, thế này chịu rồi. Mình không thể bắn như thế được. Khoai quá. Chả nhẽ mình cầm shotgun qua kênh B à. B thì sniper kênh thôi. Tại vì nó xa lắm. Chả bắn được đâu. Hoặc kênh mic cũng được. Ok, mình sẽ kênh mic rồi. Để xem nó thủng bên nào thì mình đi vá lại bên đấy. Thế giờ bảo mình kênh B như kiểu đậu xanh. Thế như nó không vào hay sao ấy. Mình chả nghe được tiếng chân. Thế mình sẽ sang A. Nghe A dã nhau ầm ầm. Tường bom cho nó chất. Đấy, tường bom thì các bạn tường vào cái khu vực đấy là bọn đứng trên đấy sẽ bị mất máu. Mà mất máu thì nó sẽ yếu. Mà yếu thì chúng ta sốc dễ chết lắm. Mình chỉ cần nó yếu thôi. Sốc này không thể ăn được một mạng nguyên. Nên chúng ta cứ cho nó yếu trước đã, tí sau. Rồi, mic lại đẩy, đậu xanh. Này thì đẩy. Đấy, các bạn thấy không ạ? Giết được người ta ok. Nhưng giết xong thì kéo theo đấy là một rất là nhiều máu được mất đi. Sợ thật ý. Mà mình chỉ sợ bị móc sau lưng thôi. Bây giờ không biết nên làm sao đây. Thôi xong rồi. Khó cho mình rồi. Đứng chỗ này. Vâng, bị kẹp thịt. Ui dồi ôi, biết ngay mà. Vâng, nó đẩy hay đấy nhở. Con này bắn gì cũng dị. Anh ấy vào A thì phải đẩy từ A ra HL. Thế đấy, nào nó đẩy từ gì ta. Từ mic ra HL. Quái xoài. Vâng, cầm sóc nó khó lắm. Cầm tanker thì chúng ta còn đi bắn được. Chứ còn cầm sóc này chỉ đứng hẻm thôi. Còn các bạn đi ra bắn solo ấy, đảm bảo các bạn thua 100%, không thể giết được người. Mình phải qua kênh B thôi, tại vì B nó dễ nát quá. Bọn này kênh B không biết đường. Bây giờ kênh B tầm xa này bắn thế này đéo là được. Ok, đã giết được người, bom rơi ở A. Mình sẽ xuống ở dưới này thủ. Nếu mà nó đi nhặt bom hay là ở dưới hầm móc lên thì mình còn bắn được. Đấy, cái chỗ thủ cho shotgun như thế này thôi. Bây giờ chỉ chờ và bắt người. Và anh em đã bắt hết rồi. Trận này mình cũng rảnh tay thôi. Địch mệnh khó lắm. Bắn với cái team mà nó như thế này mà. Sợ thật ý. Mà cầm shotgun gánh team thì chịu thôi. Mình không thể bắn được. Mình không thể gánh được. Đâu rồi? Ok. Nó bị bắn chết ở khu vực mic. Hình như nó đi vào mic hay sao ấy. Mình nghe tiếng chân. Hình như 2-3 thằng đi vào mic luôn. Bị cái thằng sniper nó bắt. Cạn lời. Mình sẽ tiếp tục kênh B. Rất khó cho mình nhưng cũng chịu thôi. Thực sự
tầm xa như này bố thằng nào bắn được, cầm lục rỉa thôi. Tường bom cho nó yếu à. Rồi đợi nó yếu yếu tí chúng ta sóc nó dễ dàng hơn. Úi dồi, nó nằm trước mặt kìa. Ui, úi dồi, hai thằng luôn. Đậu xây. Mình có nên xuống mà móc nó không ta? Rồi, khỏi xong rồi, nó thấy rồi. Nó thấy rồi, té thôi. Đấy không? Anh em bình tĩnh nha, đừng để chết nha. Mình nghe tiếng chân đi vào HL. Đấy rồi, đi móc là đẹp. Úi dồi, sao lại đứng lại? Vai xoài. Đùa tao à? Đi thì không đi luôn, đứng lại. Vai xoài. Chết ba rồi. Thôi trận này thua rồi. Còn tính đi móc nhưng không được. Cậu này thì đi móc với lại đi núp núp thôi. Thực sự rất khó. Cái quả này nó đẩy sang A hết. A lại nát. Chán thế. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì quên like và subscribe kênh của mình nha. Cầm cái khẩu súng á. Thực sự nó giết được người là may rồi ấy. Ghê thật.